Dạ, em xin mến chào tất cả cô chú anh chị. Thì hôm nay cô chú anh chị, bé Khôi điện em quá trời cô chú anh chị ơi. Thì giờ em sẽ lên nhà bé Khôi coi bé Khôi điện em có gì không. Thì đây, nhà của anh đang khá đẹp cô chú anh chị. Có tậu thêm cây khế, khá đẹp cô chú anh chị ha. Wow, anh đang tậu thêm cây khế khá đẹp, hồ sen nữa nè. Đó, quá dữ rồi. Sen nuôi cá của chú anh chị, đẹp quá trời đẹp, lung linh luôn, quá đẹp. Tậu cái hàng rào nữa của chú anh chị ha. Đó, hàng rào mini của chú anh chị khá đẹp ha. Đó, thì giờ em sẽ mời của chú anh chị đi theo chân em để vô nhà bé Khôi ha của chú anh chị ha. Dạ của chú anh chị, thì đây để tới nhà bé Khôi của chú anh chị. Sao điện chú Hùng làm gì giật ngược giật xuôi vậy? Điện chú Hùng làm gì? Lên chơi thôi. Lên chơi hả? Có gì không? Không có gì hết hả? Không. Tưởng nó kêu lên đãi gì ăn uống gì chứ. Có gì ăn uống gì hết trơn hả? Không có gì. Rồi bữa nay có đi học không? Làm gì? Bữa nay không đi học làm gì? Ở nhà coi là phụ làm cái đó à. À, làm phụ này kia nọ đó ha. Đúng rồi. Rồi giờ xong hết chưa? Chưa xong nữa? Chưa. Lăn bê lăn gì gọi hết mà. Còn sửa cái lại kìa. Sửa cái dấu mà đục ra ha. Đúng rồi. Thì còn đổ bể đúng không? Giờ chỉ vết lại cái là xong rồi. Tại vì tháo dời ha. Di dời. Dời bằng phật hả? Không phải. Cái đó dời cái gì? Sơn lại. Dời truyền hình nhớ. Trình hình đó hả? Trong đó. Xong rồi đục ra bể luôn. Dạ, đục phải rồi. Giờ tất nhiên là lấy tắc kê ra phải bể rồi ha. Chào. Người sao? Kêu vô nhà có gì không? Có giờ xong hết rồi. Điện quá trời điện. Người sao không mất? Mở cửa. Dướng cái đường hẹp quá trời hẹp rồi. Dưới cái giường đó. Dưới cái giường hẹp ha. Cái giường. Ai thang gì phải. Đấy rồi, cái giường to quá nè. Dưới ha. Này xin vô ngủ một đêm quá. Hả? Vừa là xíu vợ, không vừa thường. Vậy, ngủ hai người vừa mà. Vừa. Ngủ hai người vừa. Vừa. Rồi, mới có đi đâu không? Mới hả? Không. Mới đi đâu? Mai đi ruộng. Mai đi ruộng hả? Đúng rồi. Có xin mẹ nuôi chưa? Có mà. Có xin chưa? Có chứ, xin rồi mà. Mẹ nuôi nó sao? Mình nghĩ là cô Duyên sao? Đi chơi ngày giải trí phải không? Giống hồi bữa. Xin nghĩa đó. Thì một ngày thứ bảy là đi ha. Đúng rồi. Thì ngày mai có gì lên rước? Vâng rồi. Chủ nhật Nhật đi đâu? Đi một cái leo. Đi về? Đi chú Vĩnh. Vậy đó hả? Đi xe hơi á, buôn bánh á. Vô dữ vậy ta, đã vậy? Thiệt mà. Rồi với ai nữa không? Nhiều người á. Chứ không có đi không? Không đâu. Xa quá làm biến mệt với anh mời đi quay giùm đúng mấy nhân. Mời quay. Hả? Đi quay ai? Ngày mai Khôi muốn đi không? Đi quay cái anh kia nuôi hai đứa con đó. Có, coi cho mẹ. Đi không? Đi theo không? Đi. Tại vì mai đi trao quà cho mấy cho anh đó đó với hai đứa bé đó. Ha. Bữa nay bé Khôi điện cho em lên, Khôi điện cho em lên biết làm gì của chú anh chị. Lên ngồi chơi vậy đó rồi không có đãi ăn uống gì hết trơn. Ăn rồi. Ăn gì? Có gì ăn? Mình cuốn. Mình cuốn của ai cuốn? Có gì mua vậy đó hả? Còn không? Thấy không? Ôi chị cũng kêu đi cũng là ăn nữa. Ăn dữ vậy? Ăn có 2 miếng à, 1 miếng. Ăn miếng cho bà Ngọc nữa. Rồi ăn chừa cho chú Hùng ăn với. Kêu lên không có gì ăn hết trơn á. Chết rồi bé Khôi này. Còn cái gì vui vẻ không? Có gì vui không? Có. Cái gì? Rồi giờ tự nhiên cái mỗi người mỗi nơi vậy đó, chắc ở bển rồi Khôi ở đây vậy đó hả? Đúng rồi. Rồi hôm qua nói chuyện với nhau gì hết trơn hả? Không. Sao vậy?
không biết bao nhiêu quá. Rồi có giận nhau không? Không, không có. Nói chuyện bình thường hả? Điện thoại đi qua bển chơi một chút ha. Đi không? Đi. Ừ. À, giờ cô chú anh chị để em gác máy cái em với bé Khôi qua phòng bé Chách chơi một chút ha. Đó. Ừ. Đó. Đó. Giờ đi uống nước cùng bé Chách với bé Khôi chơi một chút của chú anh chị ơi. Thì khá lâu rồi, cũng hơn một tuần rồi em không có đến với hai nhà hai em mà Chách và Khôi đó, thì mới hai em đến. Có gì đâu? Đâu rồi? Có gì không? Không có gì đâu. Mở đèn lên coi. Người kêu vô nhà làm gì vậy? Điện lên không có dặn hết trơn vậy? Kêu quay thôi, hỏi đây, có gì không? Rồi, lại trái cây. Không, không có gì ăn hết trơn. Tưởng nó kêu lên đãi gì ăn chứ. À, quên. Hả? Ừ. Tưởng nó kêu lên đãi gì ăn, không có gì ăn mà. Dạ. Rồi. Vậy à, với Khôi kêu em lên à, nói chuyện trò chuyện chơi. Khôi kêu em lên trò chuyện chơi thì thôi giờ cũng ghi hình một tí xíu về Khôi và Chách đó cho chú anh chị xem nó, thì chỉ vậy thôi. Thì bé Khôi cũng muốn Khôi là muốn ngày mai em lên chở Khôi đi đi chơi của chú anh chị, thì đi ruộng đó. Khôi phải đi ruộng phải không? Đúng rồi. Thì có kêu Khôi hỏi mẹ Khôi rồi thì có cho phải không? À, vậy sáng lên rước ha, sáng thức sớm nha. Sáng rồi, sáng mấy giờ? Thì sáng chắc ở 8 giờ chú Hùng đi á. Sao lâu thế? Bằng 7 giờ đi. Ờ, 7 mấy đi. Tại vì còn đi Châu Hòa nữa, đi 8 giờ chạy ra tới chỗ xe tải đó. Rồi cho xe tải chở đồ rồi xuống nhà của anh kia luôn ha. Thì sáng cỡ 7 giờ chú Hùng chạy lên rước. Rồi xuống dưới ăn sáng uống khuê rồi đi. À, thì thôi giờ em cũng xin khép video tại đây của chú anh chị. Cũng xin chúc tất cả chú anh chị ngày mới thật vui vẻ, an khang, vượng phúc bên gia đình. Luôn theo dõi kênh của em của chú anh chị ha. Bye bye.